sẽ không còn Hà nhá, vì chỉ có mới được còn Hà thôi. Một con thì 43 tuổi ạ, một con thì 49 tuổi rồi. Ở ngoài tự nhiên thì tuổi họ là bác con con khoảng 40 năm thôi ạ. Nhưng ở trong môi trường như thế này được chăm sóc tốt nên sống tới 70 năm. Nhà mỗi ngày thì một con sẽ ăn 200 kg thức ăn nha. Và hai con thì ăn 400 kg ăn đây. Và phía trong kia đó là chiếc vòi hoa sen siêu to khổng lồ cho hai con môi tắm hàng ngày ạ. Còn đây là nhà, đây tối thì hai con sẽ vào nhà ngủ và một con một phòng. Nhà khi ngủ hay làm gì thì cũng ngủ đứng thôi. Làm gì cũng đứng cho ăn. Cái gõ cũng có rất là đồ sộ nên khi mình nằm xuống thì đứng lên rất là khó khăn. Nên làm gì cũng đứng. Bây giờ thì mình sẽ đem cái khu lên kia. Dạ, nhà của các bạn Thủy ạ. Bao kia bên tay trái hay nhà của bạn Thủy vui lở. Đó là bạn Thủy vui lở. Còn bên tay phải đây là bạn Thủy mặt đỏ. Bạn Thủy mặt đỏ thì bạn ấy thích đẹp với tóc 5 năm trẻ hai mái. Ngoài ra thì bạn ấy còn bấm xù lên nữa. Và khi lớn tuổi khi về nhà thì bạn Thủy mặt đỏ bạn ấy sẽ bị hói đầu nha, rất là bị rụng tóc. Bây giờ thì mình quan sát ở phía bên tay trái nha, bên tay trái. Đây là nhà của bạn Khỉ đầu chó. Nhà Khỉ đầu chó đấy. Ngày xưa thì nhà có bạn Khỉ đầu chó rất là nhiều cây xanh. Nhưng nghe bạn này nghịch ngợm quá. Cây thì bạn ấy bứt hết lá và bóc luôn cả vỏ. Còn cỏ thì bạn nhổ tận gốc. Nhưng như bạn ấy chơi trò làm việc như thế. Ngay cả cây xương rồng cũng không sống bỏ với bạn đâu. Ở ngoài tự nhiên thì một đàn của Khỉ đầu chó có thể lên tới 150 cá thể. Đôi khi bạn này cũng đánh vào với cả sư tử và bảo tồn để bảo vệ bên nhà của mình. Và bây giờ thì nhà mình sẽ đến với gia đình của bạn Vượng Má Trắng nha, ở bên chỗ này đây ạ. Gia đình của bạn Vượng Má Trắng nha. Nhà mình cắn một kia thì nhà mình vui lòng không có xả rác ở trên tàu nha. Bên tay phải đây nhà của bạn Vượng Má Trắng ạ. Bạn Kinh thì có bộ lông màu đen và má màu trắng này. Các bạn gái thì có bộ lông màu vàng và các bạn của bạn ấy thì đen ạ. Vượng ạ, Vượng Má Trắng. Được màu đen cái màu vàng, con nuôi khi sinh ra thì sẽ màu vàng giống mẹ. Sau đó thì lông của bạn con sẽ chuyển sang màu của giới tính. Và vào 2 năm tuổi thì lông của bạn con mới bắt đầu chuyển màu. Dạ, đây là bạn bố này. Tiếp theo mình quan sát trong cái chòi á, chòi hình tam giác có một cái bạn nằm ngủ phía trong nha. Đó là bạn Vượng Cáo trắng đen. Phía bên tay phải nữa, trên một đảng cầu cao kia đó là bạn Vượng Pê Lê. Mà màu đen nó nằm ngủ phía trong á. Và bên tay phải hình như ngay bên này đây là bạn Vượng Má Vàng ạ. Đây này. Hai bây giờ nhà mình sẽ đến với nhà của một bạn động vật nữa nha. Đó là nhà của bạn Khỉ Sóc ở bên tay trái, các bạn bé tí ở bên trong đấy ạ. Nhà đây là Khỉ Sóc ạ. Nhà các bạn bé tí. Bạn ấy nặng có 400 gram thôi ạ, 4 lạng thôi. Nhà bạn nặng 4 lạng. Nhà nhỏ nhỏ như vậy là cho Khỉ Sóc phải dành tới 80% thời gian trong ngày cho việc ăn uống ạ. Ăn hoài nhưng không lớn. Tiếp theo bên tay trái này đây là bạn Hoàng Giáo Nguyên Khoa. Đó là Vượng Cáo Nguyên Khoa, có một số bằng gốc con rõ rõ ở trên bụng đây. Thức ăn các bạn ấy thì thường được để ở trên cao. Vì khi mà thức ăn rơi xuống đất thì bạn sẽ rất là ít khi nhặt lên ăn lại. Khi tới nhà của bạn Vượng Cáo Nguyên Khoa thì bây giờ nhà mình sẽ đến với nhà của bạn Hổ nha. Nhà bạn Hổ ở phía bên tay phải nhà mình đây. Hai bạn Hổ đi ngủ hết rồi, bạn Hổ ở bên trong đấy ạ. Nhà bạn Hổ ạ,
mỗi ngày được trên ghế suối á, và ngồi hoa sen cho bạn ấy tắm hàng ngày. Mỗi ngày thì bạn sẽ tắm từ 2 cho đến 3 lần thì bạn ấy rất là thích tắm. Mình thấy cái đường dây nhỏ nhỏ phía trong này không ạ? Đây là hàng rào sông biển nha. Phía trong có, phía ngoài cũng có nữa. Và phía dưới này là một cái hào nước rất là sâu, thì các bạn hổ sẽ không ra ngoài đường. Và nhà mình thông qua rất là an toàn. Và bên tay trái đây nhà các bạn ngủ cửa. Ngủ cửa các bạn ngủ đen đen ở phía trong á. Các bạn đen đen nằm ở phía trong là bạn ngủ cửa. Ở bên tay phải đây là bạn hổ trắng nha. Hổ trắng nhỉ? À đây có một bạn nằm tắm ở giữa hồ của mấy bạn ngủ ở phía trong rồi. Đây ạ. Đóng kia vậy? Viên tay cơ bạn ngủ chỉ thương như vậy thôi, bạn chỉ ăn thiệt thôi chứ không ăn chay đâu nha. Nhà ở đây thì mỗi ngày một bạn hổ sẽ ăn 10 kg thịt. Sáng bạn hãy sáng 5 cân, chiều bạn ăn 5 cân. Thưa bạn ăn thịt bò, thịt trâu, thịt gà. Một béo bạn ăn thịt người thì đây đó là hào bổ nhau gì. Bạn không ăn cá, ăn thịt bò, thịt trâu, thịt gà. Có thịt người thì ăn thịt người luôn. Nhà ở ngoài tự nhiên thì một bạn hổ có thể ăn tới 25 kg thịt cho một lần ăn. Và bạn ấy sẽ chỉ ăn từ 3 cho đến 5 ngày sau đó. Con được mấy ký rồi? Con được mấy ký rồi? Ok.